Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn sửa chữa một cái quạt điện các bạn nhé. Đấy, đây khách hàng mang lên đây, bảo là cắm điện vào không chạy, lòng sòng sọc hết này. Đấy. Các bạn thấy là mùa hè này quạt điện nóng rất là nhiều. Đấy, thì điện có khách mang đến sửa mình hướng dẫn các bạn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì với cái video trước mình hướng dẫn ấy, thì trước khi mà chúng ta kiểm tra sửa chữa thì chúng ta sẽ kiểm tra từ dây nguồn vào. Từ dây nguồn vào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ tháo cái nắp ở bên dưới này ra. Đó, bạn tháo bốn cái ốc này ra. Đấy, mình đã tháo bốn cái ốc này ra. Thì mình cũng lưu ý này, khi mà mình sửa bất cứ cái thiết bị điện gì thì khi người ta mang đến thì mình không được cắm điện vào luôn các bạn nhé. Đấy, mình phải tháo hết ra để kiểm tra, tránh trường hợp là dây nó quyệt vào trong, ở trong này nó quyệt vào nhau, nó có thể dẫn đến là chập cháy. Đấy, mình mở ra này. Quan sát qua nó hỏng hóc nào. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ta đã cắt dây ra, đã buộc rồi. Hết mỗi hàn này. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên sẽ kiểm tra dây nguồn này xem là dây này đã đứt chưa. Với cách mà kiểm tra dây nguồn thì với video trước mình cũng đã hướng dẫn rồi. Thế thì các bạn nếu mà không có đồng hồ vạn năng thì các bạn dùng cái bút thử điện nó rất đơn giản thôi. Cách kiểm tra thì trước mình đã hướng dẫn. Đấy, mình cắm cắm dây nguồn này vào ổ điện. Các bạn cứ cắm vào. Cắm ổ điện. Đó. Này, cắm vào ổ điện. Bạn dùng bút thử điện, bạn thử. Đây. Đây thì một dây nó vào hộp số này, các bạn thử này. Đấy, không sáng. Một dây vào một đầu của tụ. Các bạn chấm vào đây. Đó. Sáng. Đúng không ạ? Thì muốn biết dây này nó có bị đứt hay không thì các bạn chỉ cần rút ổ, rút dây điện ra, các bạn xoay xoay cắm lại. Đây, lúc đầu nó theo chiều này, các bạn nhé, bạn xoay này, xoay cắm vào. Đây, thì vừa nãy dây này sáng đúng không? Dây dưới này sáng, dây trên không sáng. Đây, thử đấy, đó, đấy sáng này. Đấy, như vậy là cái dây nguồn này còn tốt. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến ta kiểm tra đến cái quận trên kia, xem khiếm quận trên kia nó có bị đứt không. Thì cách kiểm tra thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây. Đấy, cách kiểm tra cái quận quạt, cái quận quận đồng ấy, ở trên kia nó bị đứt hay là không đứt thì chúng ta kiểm tra bằng cũng bằng bút thử điện nhé. Cách kiểm tra như sau. Các bạn rút dây nguồn ra trước, rút dây nguồn ra trước. Thì ở đây các bạn thấy là nó có ba cái dây này, ba dây số này, một dây hồng này gắn vào một đầu của tụ này, dây xám này đấu vào một dây nguồn này. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt cái dây hồng này ra nhé. Đấy, cắt dây hồng này ra khỏi cái chân tụ. Đây, mình dùng lại gần này. Đó, cái dây hồng nó, các bạn dùng kéo, các bạn cắt cắt cái dây hồng này ra khỏi chân tụ. Đấy, các bạn dùng kéo cắt. Đấy, bạn nào mà không có mỏ hàn thì các bạn có thể kéo cho nó còn dư ra một tí. Để tí nữa nếu mà lỡ nó còn còn sống ấy, thì các bạn có thể là đấu lại được. Đấy. Kéo cắt ra. Đó. Đây, mình đã cắt ra đây. Đây là cách kiểm tra cái cuộn quạt đơn giản nhất bằng bút thử điện các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết. Đấy, sau khi cắt ra các bạn tút tút cho nó có một tí dây đồng như này. Đấy, cách kiểm tra như sau. Thì các bạn cắm cái dây dây nguồn này vào nguồn điện. Đấy. Và các bạn thử lấy bút thử điện thử vào cái có một, nó có một dây nguồn vào vào cái chân tụ còn lại gắn với dây xám này. Các bạn thử thử đây, đây là không sáng đúng không? Có nghĩa là đây dây này, đây đây là dây mát. Thì các bạn đảo lại dây này xem sao mà khi mà chúng ta thử ở đầu này nó sáng là được. Đấy, các bạn đảo lại. Đảo lại nhé. Đấy. Đấy.
Này đảo lại, bây giờ các bạn cho vào đây thì nó sáng này. Đó, đây đồng hồ sáng nhá. Đấy. Đấy, khi mà các bạn cắm vào mà dùng bút thử điện vào cái chân này này, cái dây sám này nó sáng, mà cái dây sám nó chung với dây nguồn. Và đây cũng như đang đây, đây dây lửa này. Đấy, sau đó các bạn lần lượt thử vào ba cái đầu dây của hộp số vào một đầu dây của tụ. Nếu mà sáng hết thì cái cuộn dây đồng của các bạn còn sáng, à còn tốt. Còn nếu mà một trong bốn cái đầu này mà các bạn cho bút thử điện vào mà có một trong bốn đầu không sáng, có nghĩa là cái cuộn quạt trên kia nó bị đứt các bạn nhé. Đây bắt đầu này. Đây các bạn thấy là đầu tiên vào một số số 3 cái không không thấy sáng này. Đấy. Số 2 không sáng này. Số 1 không sáng này. Đầu tụ không sáng. Đầu tụ không sáng. Đấy, như vậy. Đây, dưới này là đây là sáng nhá. Như vậy là cái trong trường hợp này là cái cuộn quạt ở trên kia đã bị đứt. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay cuộn quạt, cái cuộn đồng trên kia. Đấy, các bạn rất là đơn giản mà kiểm tra rất đơn giản đấy, mình hướng dẫn lại một nữa, các bạn cắm sao cho mà chúng ta cho cái bút thử điện vào cái dây này, có một cái dây nguồn nó đấu với dây sám của cái cuộn này này, cuộn nó có 3 có 4 có 5 dây ra. Đấy. Chúng ta thử đây, sao cho cái này sáng mà chúng ta chạm vào trong một trong ba cái đầu cái dây, à một trong bốn cái đầu dây mà một trong bốn đầu dây mà không sáng thì cái 100% là cái cuộn cuộn đồng trên kia đã đứt. Đấy, cách rất là đơn giản đúng không? Đấy, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay thế cái cuộn trên kia. Đấy, để thay thế cái cuộn đồng thì các bạn phải tháo cái mặt này với cánh quạt ra. Quy trình tháo thì video lần trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn tháo ra. Bạn cứ bình tĩnh làm, mình hướng dẫn rất là chi tiết. Bạn nào không hiểu về điện cũng có thể làm được. Đấy, mình không giấu nghề các bạn nhé, mình không giấu nghề, chia sẻ rất là chân thành với anh em, bạn bè, các bạn có thể theo dõi làm được. Còn nếu bạn nào mà biết rồi thì các bạn có thể đi sang cái kênh khác xem. Đấy. Bạn nào chưa biết thì xem kênh mình thấy hay thì có thể là ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh hoặc là like hoặc comment ở bên dưới thì mình sẽ có thời gian mình sẽ hướng dẫn chi tiết theo yêu cầu các bạn. Đấy, tháo hết cái phần giúp túp này nha. Cái cuộn này này. Đấy, bây giờ cái cuộn này nó đã chết. Đã đứt, bị đứt ở trong, nên bây giờ mình sẽ thay thế bằng cái cuộn khác. Đây, cách thay thì các bạn lật bên dưới này này. Đấy. Bởi vì ở đây nó có dây này các bạn. Đấy, nó có dây này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ cắt hết cái dây này và chúng ta kéo lên kia. Chút lên trên. Đấy. Thì bởi vì các bạn thấy quan sát là cái này, cái dây này nó rất là dài. Đấy, nếu mà cái cuộn quạt bây giờ thường thường cái dây nó sẽ nó ngắn thôi, cái cuộn dây này nó ngắn, nên là các bạn có thể tận dụng luôn cái dây này. Nếu ta cắt ở bên trên này. Đấy, chúng ta cắt ở bên trên này. Đấy, cắt đến đây thì mà thì nữa cái cuộn mới mà chúng ta thay chúng ta đấu luôn vào đây, nó theo cái màu nó quy định. Đấy, là nó sẽ chạy bình thường. Các bạn cắt đứt này. Đây. Ở đây các bạn có thể thấy là nó có bốn con ốc này. Đấy, bốn ốc này. Đó, bốn ốc bốn góc.
và đằng trước đằng sau này nó có một cái gọi là cái túc năng. Đấy, túc năng này thì các bạn vặn bốn góc này ra trước. Các bạn vặn bốn góc này ra. Ấy da, chắc thế. Chặt quá các bạn. Gõ nó mới ra được. Bạn tháo bốn cái ốc này ra. Đây video hướng dẫn là mình làm nó rất là chậm. Đấy, còn nếu mà bình thường mà mình không quay video ấy, thì những cái này thì mình làm trong gọi là 15 phút là xong các bạn. Nên là làm video hướng dẫn các bạn thì mình chỉ rất là chi tiết. Mẹ sau khi bạn hết ốc thì bạn rút này ra. Đấy, đây là cái quận quận đã bị đứt các bạn nhé. Thì khi tháo các bạn chú ý này, cái này chúng ta thấy là cái dây này này, cái dây nó quay về về mặt sau này. Đấy, nó quay mặt sau nhé. Thì khi lắp thì các bạn phải quay lắp cái mới, các bạn phải quay cái đầu này về mặt sau này. Nếu mà chúng ta quay ngược này thì cái quạt nó sẽ bị quay ngược các bạn nhé. Đấy, chúng ta thấy là dây này, dây vẫn còn rất là bóng, tuy nhiên là quạt bây giờ là đa số bằng dây nhôm cho nên là nó rất hay bị đứt ngầm ở trong đấy. Đây bằng dây nhôm các bạn này, rất là mềm. Bây giờ mình sẽ thay bằng cái quận mới. Đấy, đây là quận mới này. Đấy, quận mới này. Bây giờ mình sẽ thay vào y chang ở trong đây quận cũ nó đây. Đấy. Các bạn theo để ý là các bạn phải tìm những cái quận mà đây cái độ dày của phe sắt này nó phải phải bằng nhau các bạn nhé. Đấy, quận cũ này, cháy này. Bỏ qua. Thì ở đây các bạn thấy là đối với bất cứ quận quạt nào trên thị trường hiện nay thì nó đều có 5 dây thò ra. Đấy. Thì dây vàng này nó tương ứng với số 1 này, dây trắng số 2 và dây xanh số 3 này. Và cái dây dây hồng hoặc là dây đỏ này nó sẽ vào một chân của tụ này. Còn dây đen hoặc là dây xám thì nó sẽ vào nguồn. Đấy, dây này vào nguồn các bạn nhé. Đó, thì tí nữa mình đấu xong mình sẽ quay xuống bên dưới xuống cái hộp số để mình chỉ các bạn cái cách đo đạc như nào và sau khi thay cái này vào thì mình đo như nào nhé các bạn nhé. Đấy. Thì ở đây vừa nãy mình cắt cái đầu này ra thì bây giờ các bạn sẽ tút cái này ra. Đấy. Tút này ra thì nó sẽ cũng sẽ có hao có 5 đầu dây thò ra thì các bạn nối vào thế thôi, rất là đơn giản. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào xong mình đấu dây sau các bạn nhé. Đấy, vừa nãy thì cái này nó quay ra mặt sau này, mặt sau của quạt này. Đấy, thì bây giờ các bạn lắp y chang vậy, chúng ta cũng cho cái dây này ra mặt sau. Đấy, các bạn lắp vào. Đấy, sau khi lắp vào thì các bạn vặn ốc lại như cũ. Vặn bốn ốc. Đấy, mình đã vặn vào này các bạn nhé. Đấy, sau khi các bạn vặn cái cuộn này vào, các bạn xoay thử này, cái trục này nếu mà lấy nó nặng ấy, bởi vì nó bó bạc này. Đấy, okay. Nếu mà xoay nặng bạn lấy cái búa thì các bạn gõ qua gõ lại này, đó. Đấy, nó sẽ trơn này. Đấy, phải tránh tình trạng là khi mà chúng ta vặn vào nó bó bạc các bạn nhé. Đấy. Rồi, ok, đã trơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là nối dây vào đây. Đấy, cái đầu dây cũ mình đã tút ra đây. Đấy, các bạn thấy là như này, ở cái dây cũ nhá, nó là dây xám với dây hồng các bạn nhé. Đấy, còn dây vàng với dây trắng dây xanh thì nó vẫn giống với cái quận của chúng ta này này. Đấy. Đấy, bên này nó khác là có dây đen với dây đỏ đúng không. Đấy, thì dây đen này thì các bạn sẽ đấu vào cái dây màu xám nhé. Đấy, còn dây đỏ các bạn đấu vào dây hồng. Đấy, thế thôi, rất đơn giản đúng không.
Đấy, bây giờ các bạn hãy đấu từng dây một theo màu này. Đây, mình đấu dây xanh trước này. Đấy, dây xanh trước này. Đấy, các bạn tút ra các bạn xoắn. Đấy, đây là mình hướng dẫn các bạn gọi là những bạn mà gọi là chưa biết gì các bạn cũng có thể thay được. Các bạn không cần có những cái dụng cụ ví dụ như là mỏ hàn hoặc là đồng hồ thứ, các bạn cũng có thể tự tự sửa được cho mình. Quạt ở nhà mình, bạn thấy là mùa hè này quạt cháy rất là nhiều, mà mỗi lần đi đi đi, đi phải mang nhà thợ sửa, chúng ta thấy là cũng mất thời gian. Đấy, thì các bạn chỉ cần mua cái cuộn này vào về, các bạn cũng có thể tự mua được, cũng có thể tự thay được. Các bạn có thể ra chỗ những cái chỗ người ta bán ve chai đồng nát ấy. Đấy, mua những cái cuộn này về thì thay vào thì nó rất chủ động đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ đấu từng 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 giây một nhá. Đấy, theo màu các bạn cứ theo màu các bạn đấu vào. Đấy, thì mình đã đấu xong rồi các bạn này. Đấy, dây xanh với dây xanh này. Đấy, trắng với trắng này. Xám với đen này. Dây hồng với dây hồng này. Đấy, các bạn chỉ cần dùng băng dính cách điện bạn quấn này thôi thì nó không bị chập là được. Đấy. Bây giờ thì sau khi đấu xong thì mình sẽ kéo cái dây này xuống dưới. Đấy. Dưới này. Đấy, bạn kéo xuống. Đấy, bạn kéo này xuống.